Quý vị và các bạn thân mến, chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long tối nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức vở cải lương Danh Vọng và Tình Yêu của tác giả Hoàng Song Việt, với sự tham gia của các nghệ sĩ Minh Dương trong vai Hòa, Tài Linh trong vai Diễm, Kim Tử Long trong vai Chú Ba, Thanh Hằng trong vai Thùy Dương, Tinh Tâm vai Phước và một số nghệ sĩ khác. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức vở cải lương Danh Vọng và Tình Yêu của tác giả Hoàng Song Việt. Anh đó hả? Anh xin nhận hết mà không một lời bào chữa. Đâu còn lý do nào để bào chữa được đâu. Đã hơn một năm rồi, chỉ sau một tuần trăng mật thì anh đã biến em thành nàng giọng phu quá đá trong chồng hả? Suốt tháng năm dài đơn lẻ ở tư phòng á. Nè, vợ yêu quý của anh ơi, đó là anh quyết tâm lo cho em có cuộc đời cao sang danh vọng. Mình còn trẻ, cần phải tạo tương lai cuộc sống để lúc cao niên mình an hưởng cảnh giàu sang. Thôi đi, đến lúc anh giàu thì em đã tàn tạ dung nhan, thời xuân mộng bẻ bàng trong đơn hoàng. Em yên tâm đi, lúc nào anh cũng thấy vợ anh đẹp, đẹp tựa như... Thôi, đừng có dở giọng nịnh nọt ăn uổi người ta nữa. Thật mà em, mình là vợ chồng chứ đâu phải bồ bịch mà nịnh nọt mua lòng. Thời gian qua, anh đa đoan công việc, thiếu bổn phận làm chồng, nên tạo điều kiện ra đây hưởng những ngày thơ mộng. Anh nói thì nghe hay lắm á, vậy mà ra đây rồi anh vẫn tham công tiếc việc à. Suốt ngày suốt đêm anh cứ cầm cuội miệt mài trên bàn giấy á. Anh để cho em nè, anh để mặc em nằm trơ trọi có một mình với chăng vui quạnh hiu. Em nghe lòng buồn tuổi biết bao nhiêu khi ở bên anh mà anh không có đái hoài. Anh không chối, anh là người tham công tiếc việc nên vô tình để em thua thiệt. Ngay từ bây giờ anh đền lại cho em, anh hứa bên em suốt luôn đêm ngày. Diễm ơi, anh đâu phải là hình cây tượng đá, cũng biết rung cảm thèm thuồng những phút giây say đắm. Em cũng biết rằng anh thật lòng yêu em lắm, nhưng mà việc làm thì anh vẫn nặng nề hơn, nên cuộc đời em cam chịu cô đơn. Thôi, cho anh đền bằng một nụ hôn nghe. Mệt muốn đứng hơi à, hôn gì mà lâu dữ vậy à? Môi em thơm quá à. Ôi, nó kìa, nó kìa. Đánh nghe tôi nó mê. Tôi ấm cậu đập cho nó chết mẹ nó đi. Kìa, Phước đây à, có chuyện gì vậy? Trời ơi, Hòa ơi, Diễm ơi, nguy lắm rồi, làm sao cứu tôi, cứu tôi với. Anh chạy vào phòng tôi lánh mặt đi, để tôi dàn xếp cho. Dần.
Ê, cái thằng chó chết nó chạy vào phòng này nè anh em ơi. Ê, nè ông có phải là chủ căn phòng này không? Dạ đúng ạ. Xin lỗi ông, nếu ông không muốn liên lụy thì ông hãy đưa thằng khốn kiếp ra đây để chúng tôi đối xử theo luật giang hồ với nó. Thưa ông bạn, tôi chỉ là một du khách không thân quen dòng họ với người ấy. Tôi cũng không biết cái chuyện xảy ra với lý do nào giữa người ấy với các bạn. Cho nên bây giờ là tạm thời tôi muốn ngăn chặn việc đáng tiếc xảy đến cho một người đang lúc thế cô. Bây giờ cảm phiền các bạn vui lòng cho tôi biết lý do đi, rồi tôi sẽ mời người ấy ra đối diện với các bạn. Ông nghĩ coi, cái bến Xích Lô dọc theo bờ biển Nha Trang này nè, từ lâu anh em chúng tôi tụ tìm chén cơm hàng ngày. Còn thằng này không biết nó từ đâu đến đây. Hơn một tuần nay nó mướn xe nó chạy, gặp khách trả bao nhiêu nó cũng chụp. Nó phá giá lộ trình và qua mặt chúng tôi. Mới vừa rồi đây có một khách sộp đi xe, đáng lẽ giá 10.000 đồng nó chém được gấp đôi. Chúng tôi im liền vì kính trọng khách xa xôi. Để im cho nó chạy, khi nó quay về lại gặp khách thứ hai. Nó liền dọn tới đó ngày, tức nước dở bờ nên tôi quyết ra tay. Dạ tôi hiểu rồi, tôi xin hứa với các bạn là bắt đầu ngày mai chắc chắn ông bạn đó sẽ không còn làm phiền các bạn nữa và đi khỏi thành phố Nha Trang này ngay. Còn về việc đã qua đó, tôi xin giảng hòa với các bạn bằng cách là cuốc xe băng nãy bao nhiêu tiền tôi xin hoàn lại cho các bạn đủ số đó. Các bạn vui lòng chứ? Ông dàn xếp như thế cũng hợp tình hợp lý đó. Để chứng tỏ lòng hiếu khách của chúng tôi bằng lòng bỏ qua và cho nó luôn số tiền đó làm lộ phí qua xứ khác làm ăn. Mong lời hứa của ông sẽ đúng sự thật. Chào ông tôi đi. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn vào dịp khác nha. Anh Phước, anh Phước ơi, họ đi hết rồi, ra đây đi. Ngồi đây đi. Trời ơi, suốt 5 năm qua chúng mình xa nhau, tôi không ngờ anh lại đến nỗi này. Vì sao mà ra nông nỗi như vậy hả anh Phước? Quà, Diệm ơi, không ngờ trong giây phút nguy nan này tôi lại gặp hai bạn cứu tôi. Tôi vừa tri ân mà cũng vô cùng hổ thẹn. Có gì đâu anh, chúng tôi đang thắc mắc không rõ hoàn cảnh nào ngang trái đã đưa anh đến bước đường này. Vì nếu nói đến thời sinh viên của chúng ta thì anh thuộc hàng công tử của hạng của thành phố mà, có phải vậy không? Tại sao chỉ còn có một năm nữa là thi ra trường mà anh lại bạc bóng luôn như vậy hả anh Phước? Vâng, như các bạn đã biết, tôi là con trai độc nhất của một doanh thương giàu có. Muốn gì được nấy, cha mẹ cưng chiều mọi mặt. Tôi thay xe phân khối lớn như là thay áo vậy đó. Biết bao bè bạn xung quanh tán tụng, rủ rem, bài vẽ lôi kéo tôi theo con đường ăn chơi trụy lạc. Tôi quên cả việc học hành. Cha mẹ tôi hay được răng đe tôi, cúp học phí của tôi. Túng quẩn quá, tôi lại nghe theo bạn bè làm điều phi pháp, giật dọc trộm cướp cho có tiền xài. Hành động giả mang nào tôi cũng có nhúng tay. Phải làm vậy để có tiền cung cấp cho bệnh viện. Chẳng bao lâu tôi bị công an bắt tại trận, kiều án đưa tôi đi cải tạo 2 năm trời. Chính nhờ nơi đây mà tôi cai dứt bệnh viện. Sau ngày mãn án tôi sầu đời lạc lõng lang thang. Muốn làm ăn thì trong tay không tiền bạc, cảnh đói cơm trước mắt nên tôi phải liều. Muốn xe chạy để kiếm sống qua ngày, vì muốn cứu đói nên mình cũng có cái xài. Tôi rất đau lòng khi thấy anh trong nguy khốn, tình bè bạn ngày xưa làm rai rất trong lòng. Xin mời anh về cùng cộng tác với tôi, mình sẽ ao chia cơm cho trọn nghĩa tình. Anh Phước nè, ý của anh Hòa em cũng như ý của em vậy, không nỡ để anh khổ sở như vậy. Mong anh đừng có chối từ lòng thành thật của chúng tôi nhé. 5 năm qua chúng ta cách mặt, tôi không ngờ hai bạn chung trường lại nên nghĩa vợ chồng. Nay tình cờ gặp lại trong hoàn cảnh bi đát của tôi mà hai bạn đã thật tình như vậy thì còn lời nào tôi khước từ được đâu. Vì cái hiện tại của tôi cũng đang gian nan quá à. Nếu lúc nãy không gặp được hai bạn thì chưa biết sinh mạng của tôi hiện giờ ra sao nữa. Có thể nói là một ân cứu tử mà tôi... Phước à, Phước đừng có nói như vậy. Chúng ta đã là bạn mà. Thôi, anh vào phòng tắm rửa đi, lấy tạm đồ của tôi thay đỡ, rồi mình đi ăn cơm. Và ngày mai chúng ta sẽ về thành phố. Diễm à, dạ. Em coi soạn đồ của anh trao cho anh Phước nha. Dạ.
Thưa mợ, tối rồi sao mợ không dùng cơm đi mợ? Chú Ba cứ ăn trước đi, tôi còn đợi anh Hoài về rồi ăn luôn mới ngon. Trời ơi, tội nghiệp mợ quá à. Mợ cứ nhịn đói chờ cậu kiểu này hoài thì có hại cho sức khỏe đó mợ à. Thiệt có không hiểu làm sao nữa. Lúc trước thì không nói gì đi, còn mấy tháng nay nè, đã có cái ông Phước gì đó, ông về đây ông phụ cậu rồi, vậy mà công việc cũng không có xể nữa. Thiệt không hiểu nổi à. À, mợ à, tôi thấy tính tình của cái ông Phước này nè, không phải nói chứ hình như là ông làm như ông có cái ý gì á. Ý gì? Ông có cái ý gì. Có điện thoại à, mợ ơi. Alo. Dạ anh đó hả? Sao anh không về được hả? Nhưng mà em hả, lại cũng công việc nữa, lại cũng hợp đồng rồi giao tế. Sao anh Phước hả? Lại nhờ anh Phước nữa à? Chứ anh không có rảnh sao? Nhưng mà em thiệt là chán quá à. Chú Ba, chú dùng cơm xong, nhờ chú làm ơn đi gọi anh Phước giùm tôi nghe. Rồi cũng ổng nữa, thiệt tình. Chú lảm nhảm gì đó, sao không đi đi? Nhưng mà tối rồi mợ còn định đi đâu mà gọi ổng chi vậy? Tôi cần đến công ty xem anh Hòa làm gì trên ấy mà không có chịu về, lẹ đi mà. Dạ đi liền. Đi liền sao không chịu đi? Dạ đi. Trời ơi, ổng ưa mà sẽ gặp hoài không biết nữa. Đó, Diễm thấy chưa? Tôi đã nói thì nào có sai đâu. Thật tôi không ngờ anh Hòa say mê công việc làm ăn hơn cả vợ con mình nữa. Lúc nào anh ấy cũng chỉ biết có tiền và tiền tôi thôi. Tôi nghĩ có người chồng ham làm giàu và người chồng bê tha cũng đều khổ như nhau cả. Diễm à, Diễm đâu có hiểu rằng trước kia tôi không bê tha hư hỏng thì tôi đâu phải mất mát một người. Mà thôi, ngày nay ván đã đóng thuyền rồi, tôi chỉ còn biết âm thầm xót đau cho người bạn gái bất hạnh. Ủ đời xuân thắm trong chăn êm nệm ấm, mà con tim luôn là những ngày đông. Anh Phước à, anh muốn nói gì mà lại bỏ lửng như vậy? Nếu như có chuyện gì khổ lòng á, tôi sẵn sàng giúp anh mà. Diễm mà, tôi cảm ơn lòng tốt của Diễm. Những Thủy Diễm ơi, lời của cô thật chi nghĩa chi tình. Những chuyện đời tôi có lẽ đành ôm chịu một mình, thà tôi ngậm miệng làm thinh. Biết nói sao đây cho ai tường tất nghi giả, mà có khi mang lụy hận cho mình, càng sanh nỗi bất bình. Tôi là người chứng kiến một đời qua đang mòn mỏi thiết tha, vậy mà ai kia nỡ giả hứng hờ, nàng ôm vui chiếc đời chờ. Tôi hiểu rồi lòng quan tâm của bạn, xin thành thật mang ơn. Tôi nào mong điều ân nghĩa của ai đâu, mà thật lòng á thì... Nếu nói theo thuyết nhà Phật á, thì đó là số kiếp anh à. Số kiếp thật đáng khen và cũng rất đáng tiếc cho sự dẻo dai chịu đựng theo số kiếp đó. Thôi, bây giờ để tôi đưa Diễm về, chứ đứng đây lý sự hoài á, người ta sẽ ngộ nhận mình là đôi tình nhân á thì kỳ lắm à. Sao, anh ngại hả? Nếu vậy thì cứ để một mình, tôi tự về không nhờ đến anh đâu. Thiệt tôi đã chán bọn đàn ông các người. Kìa, sao Diễm lại trách hờn như thế? Đối với Hòa thì là chẳng có sao, nhưng với mọi người thì ai đã giống nhau. Lời Diễm hờn trách tôi nhói đau tim này. À Diễm à, nếu mà Diễm không thích về thì tôi thì được rồi, ở cũng được. Để tôi gọi xích lô cho Diễm về nha. Không cần, anh cứ để tôi lo liệu được rồi. Tôi cần đi dạo một chút nữa mới về. Diễm à, không nên như vậy đâu. Diễm anh nhìn lại số nữ trang đó. Trời đất ơi, mang nhiều quá trời quá đất vậy nè, mà một mình lang thang trong đêm vắng á, nguy hiểm lắm nghe chưa. Tốt nhất á là Diễm nên về nhà ngay, vì tôi chịu trách nhiệm với anh Hòa về sự an ninh của Diễm mà. Để tôi tìm xe gọi cho Diễm về nha. À, chờ tôi nghe. Ê, xin lô, xin lô.
Trời đất ơi, cha ơi, làm gì mới giờ này ngủ vậy cha? Không chạy được khách hả? Ủa, anh, đến giờ rồi hả? Nói nhỏ cho cha ơi, đừng ông ống bể mánh hết bây giờ. Nè, chuyện mình sắp đặt đã tới rồi. Cứ y như vậy mà hành động. Xong việc á, ngày mai tôi chi thêm cho ha. Dạ, em hiểu mà. Tôi nhờ anh đưa giùm người này đi vào mắt một vòng, rồi thẳng về ngã tư Ngô Quyền Trần Hưng Đạo giùm nha. Dạ. Sao, lấy bao nhiêu tiền, nói thẳng đi cha. Dạ, tùy ông bà cho bao nhiêu cũng được mà. Nè, đừng có nói bậy cái chứ ông bà nào. Trời đất ơi, người này đâu phải vợ tôi. Tôi được rồi, anh cứ tự nhiên giúp tôi sẽ trả tiền sòng phẳng cho. Cảm ơn Phước nhiều nha. Có gì, anh chúc Diễm một đêm du lịch thoải mái và thú vị. Chào em. Chào anh, thôi chạy đi anh xích lô. Dạ. Ơ kìa, sao anh chạy đường nào mà tới thôi không có một bóng người vãng lai vậy? Kìa, sao không chạy đi mà dừng lại làm gì chứ? Biết khôn thì lột tất cả vòng vàng đưa đây và lột luôn. Trời ơi, Musa. Trời đất ơi, da thịt em trắng không thể nào tả được. Ôi đẹp quá. Thân thể này mà thuộc về mình thì trời ơi, qua một đêm rồi có chết cũng không tiếc cuộc đời. Cho anh mi miếng coi. Lại đây trời. Nín. Nếu la thì con dao này sẽ không tha mạng cưng đâu nghe cưng. Nên im lặng cho anh hôn một cái cho đã thèm coi. Hôn nè. Trời ơi, hôn mẹ rồi trời. Trời ơi, anh Phước, may quá. Nếu không có anh thì... Em mặc áo vào và lên xe lẹ đi. Cái đồng bọn nó hay kéo đến thì quỷ lắm. Ôm anh thật chặt thấy chưa? Anh giọt bất nổ à? Dạ, à. Anh Phước ơi, em đội ơn anh nhiều lắm. Đội ơn anh đến chết lần đó. Chim ở trong lòng cũng tung tăng líu lo tiếng hót, còn thân ở đợi như mình có miệng mà chẳng rót thành câu. Nghĩ nực cười cho tình nghĩa thâm sâu, còn đâu là bè bạn nghề họ, chứ còn đâu là bè bạn, còn đâu con vợ hiền. Mệt quá. Mấy bữa nay công việc đa đoan cứ dồn hết cho mình, thiệt mệt muốn đứt hơi luôn. Nghĩ cũng ngộ, cái thằng cha Phước này không biết có căn tu gì đây á, nên mới được cậu chủ tin tưởng quá cỡ thờ mộc luôn, giao hết tất cả mọi việc cho ông ta quản lý. Đố không khỏi có ngày à, có ngày ông quản lý luôn mợ chủ thì rồi đời của cậu chủ tôi luôn á. Chán ơi là chán, ngậm miệng thì bất bình, mà hở răng thì cắn nhầm lưỡi lại thêm khổ thân. À, hình như cậu chủ về. Mở cổng giùm chú ba ơi. Dạ. Dạ chào cậu chủ mới về. Ủa nhà tôi đi đâu vắng vậy hả chú ba? Dạ ông quản lý toàn quyền mới đưa mợ chủ đi đâu đó thưa cậu. Chú nói cái gì là quản lý toàn quyền? Dạ nghĩa là sao? Dạ tôi dùng câu quản lý toàn quyền có nghĩa là tôi muốn nói cái ông Phước này ông về quản lý cho xí nghiệp của cậu và quản lý luôn gia đình này nữa đó. Dạ nghĩa là sao? Chú có ẩn ý gì ở trong câu nói đó? Dạ vì tôi thấy ông ấy luôn tuồn trong nhà này à, ổng vừa xâm nhập gia cư nè, vừa xâm nhập phòng tư nè, và hình như mọi chuyện nên hư mợ chủ đều hỏi qua ý kiến ổng hết trơn á trời. Chú đừng có nên thắc mắc như vậy. Tôi và Phước xem nhau như người trong gia đình. Hơn nữa vừa qua Phước vì cứu vợ tôi thoát nạn cho nên phải trốn tránh hơn một tuần vì sợ trả thù. Còn nếu kể về cái dĩ dáng vàng son của Phước á, thì chúng tôi chỉ ngang hàng với người làm công thôi. Hiện nay anh Phước thất thời, thất thế cho nên mới chấp nhận về đây phụ việc cho tôi. Những lặt vặt ở trong gia đình lúc vắng tôi á, thì Diễm chỉ còn biết hỏi qua ý của Phước. Hơn nữa, tôi thấy Phước luôn nhiệt tình chăm sóc cho chúng tôi, chứ có gì lạ đâu, chú đừng nghĩ meo mó mà thêm phiền. Rồi sự nhiệt tâm kia sẽ trở thành ác cảm,
có hại đến tình nghĩa thầm giao. Đã lâu rồi tin tưởng với nhau, nhưng tôi thấy cậu đi vắng liền miền, còn cái ông Phước thì lui tới thường xuyên. Cái kiểu cách tự do lô bịch khó nhìn, tôi thấy sự tình mà bất nhẫn cậu ơi. Chú nói không hết ý, nhưng mà tôi biết rất rõ ràng. Tôi mong chú hãy diệt cái ý tưởng đó ngay trong đầu đi. Tôi chưa phải thằng ngu, giờ chú phải mách nước. Dạ, nhưng mà... Mở cửa giùm chú Ba ơi. Dạ. Ủa, anh về rồi hả? Lâu chưa ăn, sao hôm nay về sớm vậy? À, anh về lo thu xếp đi Ba Mươi Thuộc. Vài ngày lo công chuyện em à. Vậy hả? Cho em đi với được không anh? Em chưa biết Ba Mươi Thuộc lần nào hết mà. Cho em đi đi nha. Anh đi lên đó để quan hệ với công ty thu mua cà phê trên ấy, để thảo luận hợp đồng cho họ chở thẳng cà phê sống đến cung cấp cho mình. Đi là lo công chuyện bù đầu, chứ phải đi du lịch đâu mà em đòi theo. Thôi em ở nhà cho khỏe đi em à. Dạ, nhưng mà anh phải mua món đặc sản gì trên ấy về tặng cho em à. Em ở nhà mong lắm đó. Được, anh sẽ tìm món gì em thích mua về làm quà cho em. Ủa, nãy giờ em đi đâu đó? Dạ, hôm rồi anh chở em đi bác sĩ. Anh có nhớ là bác sĩ khuyên mỗi ngày nếu có phương tiện thì đi một vòng cho tinh thần thoải mái, thì thần kinh mới mau thuyên giảm. À, đúng rồi, anh có nghe bác sĩ khuyên như vậy. Bởi vậy mà anh thì bận gì suốt ngày à, đâu có đưa em đi đâu đâu. Cho nên sẵn có anh Phước về đây, em mới nhờ anh Phước hôm nay nè, mỗi ngày chở giùm em đi một vòng cho giải trí đó thôi. À, anh hiểu rồi. Chuyện này chính anh cũng có ngỏ ý nhờ Phước giúp em mà. À, anh à, lúc nãy đi ngang qua kiosk dịch vụ đồ thủ công hải sản đó, em có ghé lại xem và mua một chiếc thuyền buồm bằng đồi mồi nè anh. Đẹp ghê không? Nè, em định đem về chưng trong tủ buffet làm trang trí cho đẹp. Em có óc mỹ thuật lắm đó. Chiếc thuyền buồm này đẹp thật đấy. Em đem để vào tủ đi. Dạ. Dạ, chào anh. Sao hôm nay được về sớm vậy anh Hòa? Mình định thu xếp đi ngay lên Ba Mươi Thuộc vài hôm Phước à. Nhờ anh ở nhà trông nom công việc của công ty giùm tôi nhé. Dạ. Tôi đặt hết tin tưởng vào anh đó. Được rồi, anh an tâm. Tôi luôn luôn làm tròn sự ủy thác của anh mà. Kìa, anh hả? Anh trông vào tủ đẹp ghê không? Vợ anh khéo trang trí lắm. Anh thưởng nè. Coi anh đó, mình là dân Á Đông mà anh theo như Âu Mỹ vậy hả? Không sợ anh Phước cười kìa. Có gì đáng cười đâu hả Phước? Đúng quá chứ gì nữa. Tôi càng mừng cho hạnh phúc của hai bạn nữa là khác á. Và tôi nôn quá à. Nôn thì lấy vợ đi, chúng tôi tài trợ cho. À Phước à, có đối tượng nào chưa hả? Thôi anh ơi, nghèo sặc máu ai thèm. Nè, nếu là tình yêu của cả hai thật lòng chân chính thì giàu sang chỉ là thứ yếu. Đâu phải cô gái nào cũng như Diễm đâu, toàn là dân gác máy bay không hà. Được rồi, tôi hứa sẽ đứng làm mai một người bạn gái của tôi. Vừa nết na lại chân tình thuần hậu. Đúng hồn đó. Đúng 100%. Thôi, au revoir Phước, nay mình lên đường à. Chúc anh Hòa thượng lộ bình an. Cảm ơn Phước. Diễm ơi, anh đi nghe mình. Dạ, anh mau về, đừng có để em mong. Ok, hãy xong việc là anh về ngay. Cho anh hôn tạm biệt mình nghe. Nữa à, tham lam hoài. Chào nào. Phước, mình đi nhé. Vâng, chào bạn. Chú Ba ơi. Dạ, thưa mợ, chú gọi. Chú dùng cơm trước đi nghe, tôi chưa đói. Chút nữa sẽ ăn sau nha chú Ba. Dạ, tôi thấy thường thường á, người ta đi rong rong ngoài đường á, ít có thấy đói lắm mợ ơi. Tôi nghĩ là mợ đừng có nên đi như vậy nữa, coi chừng á, quen thói rồi có hại lắm á mợ. Ủa, quen thói gì chú Ba? Dạ, thì quen thói nhịn đói đó mợ. Rồi lần lần đi đến lao bao tử, rồi lâu lâu ngày rồi biến qua đau tim, rồi đau tim mà chuyển qua đau màng óc nữa đó. Nghe chú định bệnh mà tôi tưởng chừng như chú là bác sĩ không bằng vậy đó. Tôi đâu có học ngành y gì đâu biết định bệnh. Nhưng mà thằng dốt nó có cái hiểu đặc biệt của nó. Và khi nó hiểu thì hiểu chính xác lắm á mợ. Chứ không phải quan tưởng như người ngọc thức lem nhem đâu à.
Học thức thế nào mà gọi là học thức lem nhem hả chú Ba? Dạ là học thức mà không có bằng cấp đó cậu. Cái hạng đó chẳng khác gì ở vùng giáp nước á. Ngọt chứ mặn mà pha chè lơ lớ khó chịu lắm à. À, dạ thưa mợ, tôi xin phép đi ăn cơm trước à. Đói rồi à. Thằng cha già nói chuyện nghe thiệt là khó chịu quá. Chú Ba là người chân chất thật thà lắm anh Phước à. Anh đừng nên suy diễn mà mất tình cảm với chú ấy. Diễm không có biết đâu. Mỗi lần chả gặp tôi thì y như rằng đều có những câu tuy là rất lễ phép nhưng mà thiệt là sốc không chịu, không có nổi luôn vậy đó. Bực mình ghê. Có nhiều khi tôi không muốn tới lui đây nữa. Sao vậy? Theo tôi nghĩ là anh nên tự xét mình xem có làm điều gì cho khách quan họ chú ý không? Thì có cái gì ngoài việc anh lui tới săn sóc cho em đâu. Biết đâu có sự vô tình quá trớn nào đó mà chú Ba để ý. Mà thằng chả bất quá chỉ là một tên ở đợ thì có quyền gì để ý đến chuyện của người khác hả? Nhất là chuyện của anh với em nè. Anh Phước, anh Phước à, anh nên nhớ chú Ba cũng là một dư luận của xã hội. Cái dư luận của thằng ở đợ thì có gì đáng chứ hả? Mà em đã thấy anh có gì đâu để phải bị dư luận đàm tiếu. Mọi việc làm của anh đều do anh hòa và em nhờ anh mà, phải không? Anh lý luận nghe hay quá. Diễm à, đó, chính vì cái tình cảm chân thật ấy mà anh thấy xót xa, rai rứt. Anh tiếc thương cho thời xuân sắc của em đã bị hoàng bỏ quên và cất kỹ trong ngôi nhà lạnh lẽo. Có những khi em ngồi một mình tư lương sầu muộn mà lòng anh quặn đau. Không biết làm sao để được đến gần an ủi cho nhau. Một đóa hoa sắp bị úa màu mà bướm mong mãi lơ lửng hương nào. Tuổi cho anh rất chân tình chiều chuộng mà không được quyền an ủi vuốt ve. Mãi nhìn em âu sầu tiêu tuy sương nắng nhạt nhòa không may ấm chờ kia. Số kiếp anh Phước à, biết làm sao bây giờ. Hòa cũng chỉ là một con người, nào có phép phân thân thì làm sao có thể vừa lo cho sự nghiệp tương lai, vừa là người chồng chăm lo cho vườn hoa tươi mát. Em thông cảm cho Hòa, cho nên em cố chịu đựng sự lạnh lùng khao khát. Bởi em cảm nhận Hòa không phải là người chồng hứng hờ lạnh nhạt, thì làm sao em có thể dòng phụ tình chung mà tìm hơi ấm khác hơn. Bây giờ là 22 giờ. Làm sao khỏi tan nát cửa nhà. Chồng yêu vợ nên chồng mới lo toan cho cuộc sống. Vợ có yêu chồng mới chịu đựng nỗi đắng cay. Trên cõi đời này nào ai đã giống ai, vì mỗi cái đầu đều có mỗi suy tư khác biệt. Chưa hẳn là người vợ chịu nhiều thua thiệt, vì Hòa luôn yêu quý em tha thiết chân thành. Ôi thiệt là Diễm ơi, anh thương hại cho em quá à. Em chẳng khác nào một tôi thần ngu trung, một môn sinh cuồng tính. Và tấm lòng ngu trung cuồng tính đó sẽ đưa cuộc đời em đến xác xơ tàn tạ, phí bỏ quãng đời xuân thắm ngạt ngào hương đó em ạ. Anh Phước, anh dựa vào đâu mà dám phát ngôn như vậy? Dựa vào đâu à Diễm mà? Diễm ơi, không ai hiểu đàn ông bằng đàn ông cả, nhất là giữa những thằng đàn ông đó lại là Hòa với Phước. Hai thằng bạn nhiều thân thương nhất. Trước kia Hòa ngỏ ý mời anh về cộng tác bởi vì Hòa cảm thương cho hoàn cảnh của anh.
và sau này sở dĩ hòa phải đặt anh như tình huynh đệ một gia đình. Đó chẳng qua gì hòa muốn mua chuộc sự kính miệng của anh giữ cái bí mật mà nó đã cặp bồ với một người con gái khác. Người con gái đó đẹp hơn em, gia đình quyền thế hơn em, thì tại sao em vẫn mãi chung tình? Hả? Trời ơi! Thật như vậy sao anh Phước? Anh... Rất tiếc, anh không thể thố lộ nhiều hơn. Vì làm như vậy, biết đâu em lại cho rằng vì muốn mua chuộc tình cảm của em nên anh đặt điều láo khoét, phải vậy không? Diễm à, mà em có biết không, bởi anh biết rõ sự phản bội của Hoàng nên anh lại càng tha thiết, càng xót xa cho em hơn nữa. Và từ đó anh thấy rõ lòng của mình không thể để cho em mãi lạnh lùng cô độc, và rồi anh đã yêu em. Anh Phước, anh ác lắm mà. Tại sao anh cứ im lặng từ bấy lâu nay? Tại sao anh làm kẻ a tòng cho anh qua phản bội em? Tại sao anh tàn nhẫn với em như vậy? Diễm à, còn một điều này mà vì tức quá nên anh phải nói. Có điều gì thì anh cứ nói hết cho em nghe đi. Em tin anh mà. Nói đi anh Phước, nói đi. Em đâu có biết rằng lúc nãy Hòa viện cái cớ đi Ban Mỹ Thuộc mua cà phê, nhưng kỳ thật là nó chở con bồ của nó đi du hí mà thôi. Hả? Trời ơi, đến giờ này tôi mới rõ qua là thằng chồng phản bội. Hèn gì mà lúc nãy tôi xin đi theo, anh lại không cho. Hèn gì mà ngày nào anh qua cũng đi từ sáng cho đến khuya. Có hỏi đến thì anh bảo là bận nhiều công việc. Trời Chính ơi. Vì sự tin tưởng đó mà em sắp trở thành hòn đá vọng phu, và anh cũng trở thành cái bến tương tư. Trời đất ơi, yêu muốn chết luôn mà nào có ai tưởng đến đâu nào. Trời ơi, đến giờ này tôi mới thấy hoàn toàn tuyệt vọng, tim lạnh lùng như băng giá ngày đông. Không đâu em, vẫn còn có anh đây mà. Anh sẽ bên em để ấp ủ tình nồng. Diễm ơi, anh yêu em lắm, anh yêu em vô cùng, yêu như điên như dại. Không, không, anh Phước, buông em ra, anh đừng làm như vậy mà. Dù cho quả cũng là người chồng phản trắng, nhưng tôi không thể làm người vợ trong tình. Anh Phước à, ơn cứu mạng của anh hôm đó em luôn luôn ghi khắc trong lòng. Như vậy, trời ơi, sao tôi có xử như vậy thì trời. Em tội gì phải cam cô quạnh một mình, chứ anh nguyện trọn đời chỉ sống với tình em. Anh yêu em mà. Kìa, anh Phước, anh đừng làm như thế. Diễm ơi, anh yêu em, anh yêu em mãi mãi mà. Trời ơi, anh Phước, bỏ ra. Không, anh không thể nào rời xa em được nữa Diễm ơi. Anh Phước ơi, em, anh đã hại em rồi. Anh yêu em mà. Anh yêu em mà. Anh Phước, trời ơi trời ơi, tình huynh đệ nghĩa kiếm bằng, bởi cậu chủ quá nhiệt tình cho nên lãnh phần thua thiệt rồi. Trời ơi. Mở cửa giùm chú ba ơi. Dạ thưa cậu chủ mới về. Đi suốt ngày, đến nơi làm việc suốt rồi lên xe về đây suốt luôn. Thiệt dạ. Mệt của chú ba. Dạ, đó chỉ là mệt về thể xác cũng không có sao. Con sợ là mệt về tinh thần mới là quan trọng đó cậu. Dạ, cái đó mới là... Chú nói vậy nghĩa là sao? Dạ, ý của con nói tuổi cậu còn trẻ, đi như vậy có mệt về thể xác thì không sao, nghỉ ngơi một buổi là khỏe liền à. Chỉ sợ cái điều suy nghĩ trong đầu của nhiều khi nó căng thẳng thần kinh quá thì nguy hiểm lắm. Dạ, căng... Đi đường đã mệt, về tới nhà nghe chú nói chuyện tôi thấy mệt thêm nữa. Dạ. Tôi thấy chú lúc này nghe hình như đã đổi tánh rồi đó. Dạ. Diễm ơi, anh mua quà về cho em nè Diễm ơi. Ủa, ở nhà tôi đi đâu vắng rồi hả chú ba?
Dạ mợ chủ nhờ người anh kết nghĩa của cậu á đưa đi chơi vòng vòng rồi. Dạ mà. À bác sĩ bảo cái bệnh của nhà tôi mỗi ngày phải đi vài giờ như vậy mới mau bình phục. Dạ con vậy chứ cũng còn tùy cậu ơi. Với ai thì tôi không biết chứ với mợ chủ á thì tôi sợ đi như vậy lâu ngày á coi chừng bị lúng sâu. À, lúng sâu. Dạ. Lúng sâu là cái gì hả chú ba? Dạ, dạ lúng sâu vô cái bệnh đó đó. Bệnh đó đó cậu. Thôi đi. Chú nói chuyện gì mà đau đâu không à? Dạ. Không lẽ bác sĩ người ta bảo như vậy là sai? Tôi đâu dám nói vậy đâu. Bác sĩ bảo là đúng chứ. Nhưng tôi muốn nói cái đi vòng vòng của mình nó sai. Nên chẳng những không hết bệnh mà còn bị lún sâu vô bệnh nữa đó cậu. Bà, chú muốn nói cái gì thì cứ nói trắng ra đi. Đừng có nói cái lối đó nghe chưa. Tôi nhức đầu quá. Bây giờ tôi hỏi thiệt chú nè. Dạ. Bây giờ chú muốn cái gì? Chú nói đi. Cậu chủ à, tôi biết giá trị của thằng ở đợi không bao giờ bằng giá trị của người bạn tham giao. Nhưng tôi cũng bạo gan báo cho cậu biết rằng cái hũ nếp trong phòng ngủ của cậu bị chuột nó moi rồi đó. Dạ nó moi mà cái nó gì? Có hũ nếp hả? Dạ. Ở trong phòng ngủ của tôi làm gì mà có hũ nếp? Trời là trời. À nghĩa là chú bà. Dạ. Bây giờ tôi hỏi chú nghe chưa, chú còn tỉnh táo chứ? Giờ nào giờ có vô nhà thương vợ quán hồi nào đâu không tỉnh cậu. Vậy là chú muốn làm nhục tôi phải không? Có. Chú muốn bêu xấu cái tiết hạnh của vợ tôi phải không? Bây giờ chú có ý đồ gì đây hả? Dạ. Chú có biết hậu quả lời nói đó sẽ đem lại cho chú cái tai hại gì không hả? Dạ tôi cũng biết sẽ có hậu quả. Nhưng chưa lường được cái tai hại đến mức độ nào thưa cậu à. Cái điều quan trọng của lời nói vừa rồi á là do lòng trung thành vì thương cậu, vì nhớ ơn cậu đã tái tạo cuộc đời của tôi lần thứ hai. Nên tôi quyết đem cái lòng trung thành để đền đáp mà thôi. Chứ bản thân tôi nghèo đi ở đời thì đâu có tiền đền đáp nghĩa ân cho xứng đáng một tấm lòng. Mà sự đời thường quý kẻ giàu à sang chớ ai màng cái thanh cao của thằng ở đời. Đến cả lời nói cũng tầm thường dù đó là lời thắng nói ngài. Nếu muốn tôi tin lời nói thắng ngài thì bằng cớ đâu chú đưa ra chứng thực? Chứ nếu chú mà nói khơi khơi đó nghe, đuổi chú ra khỏi cái nhà này à. Dạ thưa cậu. Chú đừng hòng lộn xộn với tôi. Đã nhiều phen chú hay kiếm chuyện, chú toan nịnh hót để tấn công phải không? Dạ. Tính của tôi không mưa nịnh bao giờ. Chú đừng hy vọng uống công. Dạ thưa cậu. Tôi khẳng định cho chú rõ điều này. Phước là người bạn thân tình mà tôi xem như ruột thịt. Dạ. Diễm là người vợ yêu quý thủy chung. Dạ. Không bao giờ tôi tin rằng vợ tôi và bạn tôi phản bội tôi. Dạ. Chỉ có chú á. Chú là người manh tâm phá hoại gia can của tôi. Cho nên chú mới dựng ra cái chuyện vô bằng cớ. Đây nè. Dạ. Tôi cho chú 300 ngàn nè. Dạ. Để mà sống trong thời gian tìm công việc khác. Dạ. Và lập tức dọn đồ ra khỏi nhà tôi. Dạ tôi cầu chủ. Thôi thôi. Mệt lắm rồi. Chú đi ngay đi. Đừng lại nhảy nữa. Để cho tôi yên. Vậy là hết rồi. Cái hậu quả là đây rồi. Mình phải đi thôi. Nhưng trước khi đi mình phải làm một cái việc gì cho rõ ràng khí tiết. Không còn cách nào hơn bằng một bức thơ. Chỉ cần một lá thơ mai ra sẽ đánh thức được lương tri của một tâm hồn đang say ngủ. Đó cũng là cách trả ơn phút sau cùng. Chú ba. Chú ba ơi. Quên nữa. Mình đã đuổi chú đi rồi mà. Kìa. Chú để sâu chìa khóa lại đây. À, một bức thơ. Lại một bức thơ từ biệt chứ gì. Để xem coi cái lão già ngớ ngẩn này nói gì đây. Kính thưa cậu chủ, tôi cắn chặt răng cho lệ khỏi rơi nhòa trên trang giấy trắng. Viết dội vào đây vài hàng tâm quyết như một lời khẩn cầu tha. Xin cậu chớ quá tin mà phải mắc đừng quá vì yêu rồi sự phản trắc kia sẽ tai hại đến thân mình. Lời của tôi là lời chỉ nghĩa chỉ tình. Có
cậu đuổi tôi không phiền không trách, mà chỉ mong cậu để tâm thử nghiệm một lần thôi. Nếu sự tình không đúng như lời tôi sẽ về đây quỳ dưới chân cậu mặc tình cho cậu phân xử. Cậu hãy quan tâm đi chớ đừng ngờ vực lòng giá thẳng ngay của tôi tớ trung thành. Rối thật. Mấy năm qua mình biết rõ chú Ba là con người cương trực, trong lớp áo bần hàn nhưng nghèo sạch rách thơm. Nhưng mà có lý nào, có lý nào Phước lại là một thằng ban phán trắc? Có lý nào Diễm lại là người vợ lăng loàn? Nếu mình không thử nghiệm thì làm sao biết trong số người này có kẻ chịu hàm quan, và vô tình chính mình trở thành một phế nhân câm đuôi điếc. Thôi thì mình cũng nên thử nghiệm một lần xem sao. Anh Thợ, anh có thể làm cho tôi một chìa khóa giống như cái chìa khóa này được không? Với thời gian uống cạn chừng ly cà phê đá cho xong được không? Dạ, dư sức qua cầu. À, vậy thì anh làm ngay cho tôi nha. Tôi đi uống ly cà phê đá xong rồi tôi trở lại đây nha. Anh đã về, có mua quà cho em không anh? Hả? Có em à. Làm sao mà anh quên được. Nè, anh mua được cặp nanh heo rừng nè, định đem về nhờ thợ bạc bọc vàng cho hai đứa mình đeo dây chuyền ở cổ, mỗi đứa một nanh. Nhưng mà về đây anh suy nghĩ lại cho nên anh đổi ý. Anh đổi ý lại là sao? Anh định nhờ thợ mộc chạm cho anh một con chó bằng cây, rồi tra hai cái nanh lên đầu con chó giả làm dê. Vậy tại sao anh không đặt họ chạm luôn con dê cho nó trọn bộ? Vì anh có cái ý đồ ngộ nghĩnh lắm. Khi mà hoàn thành xong thì anh mới viết hai câu thơ dán vào mình con chó. Hai câu thơ ra làm sao hả? Thơ như thế này nha. Ngồi buồn bắt chó làm dê, đầu dê mặt chó, chó dê một chuồng. Trời đất ơi, em không ngờ chồng em cũng là thi sĩ nữa chứ, xuất khẩu thành thơ nha. Em khéo khen, đây là loại thơ con cóc mà. Dạ, chào anh Hòa. Sao? Đi đường bình an ha anh. Cảm ơn anh, suôn sẻ cả anh à. Nè, còn việc anh đi có kết quả gì không? Chuyện ở Ban Mê Thuộc thì kết quả như ý. Nhưng còn chuyện ở Võ Đắc và Phước Long thì nguy lắm anh Phước à. Nguy à? Phải. Chuyện gì đó anh? Hiện giờ cái giá hạt điều đang tuột dốc trầm trọng. Vậy à? Mấy chục tấn mình để trong kho tính ra lỗ nặng lắm. Bởi vậy nãy giờ tôi đợi anh và Diễm về để báo tin, rồi tôi phải đi liền ngay đêm nay lên hai cái chỗ đó đó, mình bảo họ ngưng thu mua đi. Chứ nếu để qua sáng mai mình mới tới và họ cứ cấm cổ mua vào thì mình còn có nước phá sản thôi. Diễm, tội nghiệp thì vợ tôi cứ ở nhà một mình chờ đợi tôi hoài như vậy, khổ ghê vậy đó. À đây nè, sau chìa khóa nè em, anh đã đuổi chú Ba đi rồi. Cái lão già thật là lẩm cẩm khó chịu làm sao á. Thôi anh đi nghe cưng. Chào anh Phước. Chào anh. Phải vậy không đó? Hay là kiếm chuyện đi với bồ nữa đây? Trời ơi, độ này ổng mê con nhỏ đó quá rồi Diễm ơi. Em buồn quá hả? Ôi, chuyện đã vậy rồi hơi đâu mà buồn mà khổ hả em? Riêng anh á, anh thấy đuổi thằng già Ba đi khỏi nhà này á là anh vững bụng rồi. Còn em, có anh bên em không thấy vui sao? Thôi, bây giờ thì em vô nghỉ một chút đi, nên lại xí nghiệp ngó qua công việc một chút, sợ có sơ thất gì á rồi sau này Hòa nó trách mà không sao trả lời được. Anh đi đi, có thể anh nghỉ luôn ở xí nghiệp, em khóa cổng ngủ, đừng về gọi cổng mà nghe. Sao vậy? Thôi, em nói vậy thì anh không đi đâu. Coi kìa, sao không đi đi, làm gì kỳ vậy? Đi. Thôi, không đi. Bây giờ thì anh ở nhà với em hà. Anh ghiền em quá à. Kìa, anh Phước, sao tắt đèn vậy? Biết mà còn hỏi nữa. Trời ơi, Diễm, anh yêu em, anh yêu em vô cùng. Trời ơi, anh Phước, kỳ ghê vậy đó. Em hả?
Trời đất ơi, tự nhiên đèn sáng quá vậy nè. Đâu có gì kỳ, có người bật nút điện đèn mới sáng được chứ. Hãy đưa giang phu với phu mặc đồ vào đi. Ra đây. Trời ơi, nhục nhã lắm, nhục nhã lắm rồi. Phước, lâu nay tôi quý anh trong tình bạn thân thương, tôi đãi anh như ruột thịt trong gia đình, vì tôi nghĩ anh là con người có học thức, có liêm sĩ, biết đạo lý, trọng nghĩa nhân. Tôi không ngờ anh lại làm con chó phủ đầu dê. Anh đã phản bội tôi, anh o ép vợ tôi cho thỏa lòng nhục dung. Hòa, bình tĩnh lại đi. Mình biết rằng hành động như thế là không phải, nhưng mình không thể nào nhìn Diễm buồn, Diễm rên xiết khổ đau trong phòng the chiếc bóng. Anh cầm đi, cầm đi. Anh lợi dụng cái đau khổ đó để làm cái chuyện thất nhân tâm hả? Tôi không muốn làm lớn cái chuyện này để mang nhục cả đám. Bây giờ tôi muốn sự việc được dàn xếp êm ái trong gia đình. Từ nay anh ra khỏi nhà tôi và tự hầu đừng bao giờ cho tôi gặp mặt nữa. Đi ngay đi. Hòa, tôi... Đi! Không cần nghe thêm lời nào nữa. Đi mau, để nó còn tính chuyện của chúng tôi nữa. Nhìn biệt anh. Mình ơi, em lại mình. Cô giang ra, cô đừng mang mùi tanh tưởi đến bên tôi. Tôi lợm dụng lắm rồi. Người xưa đã nói, người ta không sợ hùm ba miệng, chỉ sợ đàn bà một giả hai lòng. Tại sao cô không dám nói thẳng rằng tôi không còn xứng đáng để làm chồng, để tôi trả tự do cho cô, để tôi trả tự do cho cô mặc sức mà bướm ông lơi là. Mình ơi, em biết tuổi của em mà, vẫn đàn bà không trộm đau nhớ. Học thôi bưởi bồng cho bèo rã qua rồi. Thôi đành tình nghĩa đôi nơi, không lời than quán hờn tránh xa xôi. Bởi vì nơi đâu em phải vương bồi cuộc sống không thích xa hoa, không thèm dục vọng, dù phải đưa chân vào vườn quả thơ mộng nhị đắm hưng say vẫn không làm rung động chú mơ màng. Tình nghĩa sắc son tôi quy chuốc trao cho đã được thành vàng. Diễm ơi, cuộc đời tôi không cha không làm ra của cái này đi gầy dựng cho ai. Vì yêu em mà tôi quyết đắp xây em nợ nào, vì chút khát khao mà lãng sao tình chồng giờ. Mất cả tài sản kia tôi không đáng sợ, chỉ sợ mất tình yêu trong kia vợ tình chồng. Mình ơi, em lại mình mà. Cô đừng lại lục gì nữa cả. Trời ơi, nhục nhã quá mà. Ai biết cho em âm thầm trong đêm mà vắng côi chiến lạnh ta lùng đơn lẽ giữa ta phòng mỏi. Nàng đành tấp bên sang sông, không kể gì bên đục bên trong. Ôi vật chất xa quá lầu son trắng lệ, sao đuổi được phút giây đậm đà mang hương vị tình yêu nồng nàn say. Đã lỡ rồi con chim chiều sải cánh mượn gió bốn phương làm bước vượt
sông hồ. Bến mộng chia ly không còn trở lại nữa rồi. Đứng trước anh đang chân thành tạ tội, vì thật lòng em không bao giờ phản bội anh đâu. Bởi thôi đời thừa nước đục thả câu, mà em vì sĩ diện phải xuôi tay câm lặng. Rồi ngày qua ngày quen mùi mật đắng, lòng cảm thấy dương dương hơi ấm một chân tình. Thôi cô im đi, cô đừng dùng những lời khóc than bi lụy để mà biện minh cái việc làm tài trời của mình nữa. Cô hãy đi đi, cô đi đi. Phải, em sẽ đi ngay. Em chấp nhận sự nhục nhã đánh cay, dù biết rằng con đường ấy chẳng có ngày mai, vì cuộc nhân tình xưa nay đã lỡ. Phải, em phải xa anh. Diễm biệt, diễm biệt anh. Diễm, Diễm. Trời ơi, tôi biết nói gì đây. Khi thuyền tình bỏ lại, bao hận hờn đồng lại trái tim tôi. Phải chăng đàn bà là trăng sao huyền ảo, hay là con dao xuyên thủng trái tim này? Mưa đêm lất phất bay bay, trời đêm vắng ngát trăng gầy nhớ thương. Người đi lê mang con dư, thạch sùng chắc lưỡi bên tường thâu canh. Diễm ơi, chị Diễm, tao đập cho nát, tao pha cho ta. Nhà vắng đàn bà ơi, cái chú này có bằng gì nữa. Đàn bà ơi, đàn thuốc đâu đưa đây mau lên. Trời ơi, ghiền muốn chết luôn mà giờ này về mới tới. Đây nè, mà em mua tạm có một liều hả? Anh xài đỡ cho qua cơn nghe anh. Trời ơi, mua có một liều làm sao mà đủ đô được đây. Anh ráng chịu giùm em đi, chỉ còn có hai bộ đồ hơi ca cá. Em đem bán được có hơn 10.000 bạc hả? Em mua thuốc cho anh cầm cự cho qua cơn, còn chừa lại vài ngàn bạc mua gạo muối mắm sống cho đỡ vài ngày. Đặng có thời gian cho em đi xin việc làm, khi có việc làm thì em sẽ lo cho anh đỡ. Con nạn, mày nói cho được bằng mày không à? Còn tao, trời ơi, sống chết ra sao thì mặc hả? Ê, cái con ngựa kia, bộ mày nghĩ mày tử tế đó mà mày. Anh cầm lại đi, anh Phước. Tôi không ngờ ngày nay anh lại có thể nói những lời đó. Tôi đang tìm mọi cách đi làm mướn làm thuê kiếm tiền để tôi nuôi anh, chứ tôi chưa đi làm biếm đâu. Anh đừng có toan biểu xấu tôi với Sớm Diễm. Tôi tiện tặng lo cho anh mà anh còn đánh đập tôi không nương tay nữa hả? Anh là một thằng điếm thối. Cái gì mày chửi ai? Mày chửi ai điếm thối? Mày chửi ai điếm thối rồi mày? Mày thấy mày tưởng tao không dám đánh mày hả? Thôi hả? Thôi nè. Trời ơi, ai cứu tôi? Mà cứu chạy mà giết tôi. Bớ người ta. Mày chạy à? Đứng lại đi. Không bắt phải ra tao đâu. Tao bắt được mày hay là tao giết chết. Giết chết mày hôm nay ngay điểm. Đứng lại. Bớ người ta. Chết tôi rồi. Trời ơi, sao chạy ngang đường ẩu vậy? Ai mà thắng cho kịp?
em ơi, em đỡ nạn nhân lên đi. Ý trời, Diễm mà. Cái thằng nó lên rồi. Ủa, Hoa hả? Tao hiểu rồi. Mày thù Diễm, mày định cán cho nó chết phải không? Mày đã gây thương tích cho vợ tao, mày lãnh đủ. Anh Phước ơi, đây là cái chuyện rủi ro chứ tôi đâu có lòng dạ nào như vậy. Dù sao Diễm và tôi cũng đã từng... Thôi đi đừng có, thôi đâu mà nhắc cái chuyện cũ à. Đúng vậy, hiện tại gây thương tích cho người thì phải bồi thường. Hay là mày cần... Được rồi, mày cần tao mời công an xử lý. Khỏi anh Phước ơi, mình nên dàn xếp em đẹp với nhau đi. Có gì mà phải làm phiền đến chính quyền. Nè bây giờ tôi nhờ anh phụ tôi khiêng Diễm lên xe để tôi đưa đến bệnh viện. Tránh ra, không cần mày đụng tới vợ tao. Vợ tao tao lo không cần mày. Nếu biết điều thì... Thôi, anh lo cũng được. Thôi, đây nè, tôi trao cho anh số tiền 5 triệu đồng. Nhờ anh thông cảm chở dùng Diễm vào nhà thương băng bó cho nàng đi. Anh vui lòng nghe em. Vui lòng cái gì, đụng tay vậy mà đưa có 5 triệu à. Thôi được rồi, đưa 5 triệu đây, đưa má đi. Được rồi, vậy coi cũng còn hẹp lắm đó. Hẹp gì nữa, muốn làm tiền hả? Thôi, bố thí xong rồi mình đi đi anh. Khoan đã, Diễm kìa. Diễm ơi, anh... Anh Quà, anh... Đi lẹ đi mà, đi anh. Đi. Anh Quà. Thôi nín đi, trời đất ơi, Quà anh cái gì nữa. Xích lô, đưa giùm nạn nhân vào nhà thương đi anh. Trời ơi, đưa phụ tôi khiêng tiếp lên xe thôi. Xong rồi, chạy đi anh, chạy đi. Dương à, dạ. Anh không ngờ những ngày đau khổ nhất của đời anh may mắn lại gặp em tại vũ trường ấy. Thật anh không ngờ cô thư ký riêng của anh ngày nào nay lại là vợ của mình. Em cũng không hiểu tại sao nữa. Chắc chẳng qua là do duyên số trời đã định sẵn phải không anh? Anh ơi, còn chuyện giấy tờ anh đã tính tới đâu rồi? Cục cưng của anh khỏi lo, xong rồi đây nè. Xong rồi hả? Anh để tên em đứng pháp nhân phải không? Thì anh chiều ý vợ cưng của anh mà. Em xem đi, tên Nguyễn Thị Thùy Dương nè. Ừ, vậy là em mới an tâm á. Nếu sau này con Diễm muốn trở trái làm mặt cũng không có thể thắng được em đâu. Em lo giữ cái gia tài này cho anh mà. Hay nói cách khác là cho vợ chồng mình mà phải không cưng? Sợ con Diễm nó nghe lời xúi giục của thằng Phước á, nó về nó đòi chia gia tài rồi làm sao? Vì nó chưa có xé hôn thú với anh mà, phải không? Thì anh hiểu ý em như vậy cho nên anh để tên em đứng pháp nhân. Nè anh, còn chú ba này nè. Nghe anh nói là hồi trước chú làm sai điều gì đó nên anh đuổi chú đi rồi. Sao bây giờ anh còn gọi chú về đây để giúp việc cho gia đình mình nữa? Hồi trước anh hiểu lầm chú cho nên anh nông nổi đuổi chú đi. Sau đó anh rõ ra sự tình không phải như vậy cho nên anh kêu chú về giúp việc như cũ. Chú ba là người chân chất, trung thành lắm em à. Có chú ở nhà là anh không lo gì hết á. Anh thì cho làm vậy nhưng sao em thấy không có chút cảm tình nào với chú ấy hết á. Mỗi lần á, anh biết không, chú ấy nhìn em á hả, em có cảm tưởng như là chú soi mối thấu ruột gan của em vậy đó. Người gì mà suốt ngày cứ lầm lì khó chịu ghê vậy đó hả? Bạn tính chú ý ít ăn nói vậy đó, chứ chú nhiệt tình lắm em à. Thôi anh đi à. Tôi đi nghe chú ba. Anh, bây giờ anh đi liền hả? Anh đi ngay nè, mình ở nhà chờ anh một chút rồi anh về liền hả? Dạ, mau về nghe anh. Em đợi á, đừng có đi đâu nữa nha. Thì xong rồi là về ngay chứ còn đi đâu nữa. Thì ai biết. Bây giờ vậy đó. Dặn vậy đó phải không? Thôi anh đi à. Anh gì? Nè, hung miếng đi. Ủa mới hung rồi, hung nữa hả? Hung nữa. Nó. Nhớ về sớm nha anh. Vậy là xong con kỳ đà cản mũi. Mình phải phone ngay cho thằng khứa của mình đến ngay mới được chứ. Alo, phải Tường Quang đó không? Anh đó hả? Đến ngay đi. Em đẩy con kỳ đà ra khỏi nhà rồi. Mau nhé, em đợi đó.
Trời ơi, nhớ em muốn chết vậy đó hả? Sao mấy ngày rồi em biệt dạng vậy? Thì em đang triển khai kế hoạch mà anh. Và bây giờ thì kể như kết quả 99% rồi cưng à. Chừng vài giờ nữa thằng Hòa nó lo xong thủ tục là kể như ăn chắc. Như 5 với 5 là 10 vậy đó. Nghĩa là nó bằng lòng để em đứng tên pháp nhân. Mặc dù nó vẫn đương nhiên là giám đốc, mà lại là giám đốc không có con dấu như vua không ngai vàng vậy đó. Vì mọi tài sản xí nghiệp do em nắm chủ quyền, thuận thì để nó có mặt lơ lửng cho vui, nghịch thì đa đích luôn. Trước luật pháp nó chẳng có quyền gì. Chừng đó đó ha, tha hồ chúng ta ra mặt mà thằng Hòa chẳng có dám động đến anh. Vậy đó, chịu không cưng? Nhưng hiện giờ anh cứ phải xa em, muốn gặp nhau phải lén lút phiền ghê. Anh muốn sớm chung sống một nhà. Thủng thẳng mà, gấp quá không có nên đâu nghe. Bây giờ không có ai ở nhà. Em à, em cho anh... Ê, gì mà nôn dữ vậy? Bộ nhớ lắm hả? Ý, khoan đã, ai vậy kìa? Không lẽ thằng Hòa nó đi mau vậy sao? Ý chết, đúng rồi, nó về tới kìa. Anh bình tĩnh đóng trò cho khéo nhau. Ủa, xong chưa mà về sớm vậy anh? Hoàn tất tốt đẹp em à. Ủa, chào bạn, ai đây em? Em giới thiệu với anh, đây là anh Tường Quang, người anh bà con của em á. Dạ, vinh hạnh chào anh. Dạ, dạ chào. Anh Tường Quang của em cũng đang gặp khó khăn, nên em mời ảnh đến đây thảo luận, nhờ ảnh tiếp dùm công việc cho chúng ta đó. Quản lý xí nghiệp của mình sẽ hoạt động nay mai, mình chưa có ai tiếp tay lo liệu. Em nghĩ cần có người thân đó anh, cho mình tin tưởng hơn. Nếu anh của em thì càng hay lắm vậy. Hay anh Quang nè, còn ít hôm nữa thôi nha, mình sẽ hoạt động ngay. Vài ngày nữa hả anh? Phải, tôi đồng ý với Thùy Dương sẽ mời, nhờ anh giúp quản lý cho chúng tôi. Với chỗ anh em ở trong gia đình, chúng tôi đỡ lo hơn. Và nếu anh và Thùy Dương có nhiệt tình với tôi như vậy, tôi nào dám từ nan lòng tốt của anh với Thùy Dương. Vậy là kể như xong. Xin phép Hòa và Thùy Dương cho tôi về, vì tôi cần lo thu xếp vài việc trước khi bắt tay cộng tác với hai bạn. Rồi, một lời hứa với nhau tôi tin tưởng lắm, nghe anh Quang. Vâng, anh yên tâm. Chào anh, chào Thùy Dương. Dạ. Cảm ơn anh. Anh về, vài hôm nữa tôi sẽ báo tin với anh nha. Sao anh, công việc xong xuôi hả anh? Có gì rắc rối đâu em. Lúc trước vì buồn gia cảnh, anh giải thể xí nghiệp tạm ngưng hoạt động, nhưng mà giấy phép mình vẫn còn. Bây giờ chỉ có việc báo tin mình hoạt động lại và đổi tên em đứng pháp nhân thôi. Dễ dàng mà. Còn việc vốn liếng thì anh cũng đã ghé qua ngân hàng thế chấp cái nhà này để vay thêm vốn. Vay được bao nhiêu vậy anh? 50 cây. 50 cây? Phải, 50 cây thế là đủ. Đây, em cất số vàng này đi. Ngày mai chúng mình sẽ đi liên hệ lại với các chi nhánh và giao vốn cho họ thu mua hàng rồi mang đến cho mình. Dạ, để em bỏ vô trong bóp của em ha. Người đâu cửa đó cho nó chắc ăn à. Chị chú ba, chú định hát nhạc nghe hả? Làm gì mà hì hục bên cái máy hoài vậy? Dạ, tôi đang tìm một bài hát hay đó cậu. Đây rồi, để coi bài hát hát gì đây. Alo, phải Tường Quang đó không? Anh đó hả? Đến ngày đi, thằng khứa của em nó đi vắng rồi. Mau nhé, em đợi đó. Trời ơi, ai mở nút ghi âm vậy? Dạ tôi. Lấy ra đi, chú làm gì kỳ vậy? Không có gì kỳ hết. Thùy Dương, cô tránh ra. Anh Hòa. Chú ba, dạ. Mở bằng tiếp cho tôi nghe. Dạ. Mở đi chú. Nghĩa là nó bằng lòng để tên em đứng pháp nhân, mặc dù nó vẫn đương nhiên là giám đốc, mà lại là giám đốc không có con dấu như vua không có ngai vàng vậy đó. Vì mọi tài sản xí nghiệp do em nắm chủ quyền,
thuần á thì để nó có mặt lơ lửng cho vui, nghịch á thì đá đích luôn. Thôi đủ rồi, tắt máy đi. Thùy Dương, Thùy Dương à, anh Hòa. Không ngờ cô lại. Vậy thì cái bào thai cô đang mang ai là tác giả? Thằng già bà khốn nạn, ai cho phép mày làm như vậy chứ? Dạ lòng trung thành cho phép tôi, vì tôi không muốn thấy cặp sừng trên đầu cậu chủ của tôi phải nhô lên cao quá, khó coi lắm. Nên tôi dăng tạm cái bẫy này cho cậu tôi dừng lại là vừa. Được không? Mày trung thành, trung thành quá hả? Hãy ra khỏi nhà tao ngay. Nhà này đâu phải nhà của mợ đâu à. Nhưng tao, trời ơi đồ mất dạy. Ê, đưa băng đó cho tao. Còn khuya, băng này tự tôi bỏ tiền ra mua, băng trắng mà, chứ đâu phải băng của mợ đâu. Nhưng mà... Thôi đi, đừng lại nhảy nữa. Trời ơi, tôi đã yêu quý cô, tất cả sản nghiệp tôi đều sang tên cho cô làm chủ. Tôi đâu ngờ lại nuôi ông tay áo. Tồi bại quá, xấu xa quá, nhục nhã quá. Thôi đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức đi. Đi chứ, bộ con này cần ở đây lắm sao? Khoan, cô hãy đưa giấy tờ và số vàng kia lại cho tôi. Vậy ở đó mà ham. Giấy tờ này do tôi đứng tên làm chủ, tất nhiên tôi phải giữ nó để cai quản xí nghiệp kia chứ. Còn số vàng này số vàng này đã thuộc về tay tôi thì nó là của tôi. Của tôi, nghe chưa? Tôi có thể biếu cho mấy người vài cây để làm vốn xài tạm cũng được, chứ ai có quyền gì bắt buộc tôi phải giao lại hết đâu. Nè, hai cây vàng đó. Bye bye. Không được, số vàng đó là của tao. Tao đã thế chấp căn nhà này. Nhưng ông đã lấy tôi có thai, giờ lại đuổi tôi đi thì tôi phải giữ số vàng đó để nuôi con chứ. Nhưng mà cô đã phản bội tôi. Tôi sẽ đưa cuộn băng này đưa ra luật pháp. Nếu ông làm như vậy tôi sẽ có cách cử ông bằng luật giang hồ. Ông có dám đổi mạng không? Chào ông. Trời ơi, tôi đã thua trí đàn bà. Trời ơi, cậu ơi, mau cậu ơi cậu. Cô ơi, cô cho tôi một ký tắm to đi cô. Dạ. Ủa, chú ba. Ủa, mở chủ ở đây sao? Chú ba, chú gọi tên tôi được rồi. Đừng có chủ cả gì hết á. Chú mua tắm to chi vậy chú ba? Dạ, để nấu cháo ăn mợ ơi. Khổ lắm rồi. Cậu chủ bệnh gần nửa năm nay đó mợ. Ủa, anh Hòa bệnh gì mà dây dưa lâu vậy chú ba? Dạ bệnh tâm thần. Đồ đạc trong nhà bán hết trơn, còn chưa có cái ghế phô tươi cho cậu nằm mà. Vậy mà không đủ tiền lôi thuốc cho cậu nữa. Chị mà khổ quá trời không biết nè. Chú ba à, dạ. Chú đi xích ra ngoài này cho tôi hỏi thăm chút coi. Dạ. Sao chú, cảnh nhà làm sao mà đến đổi như vậy? Chú kể hết tôi nghe coi. Từ ngày mà cậu giận mợ, đuổi mợ đi, rồi rước cái cô Thùy Dương gì về xây dựng duyên mới đó, chẳng bao lâu cậu nghe lời ngon ngọt nên sang tên cho Thùy Dương đứng làm chủ xí nghiệp, lại bị Thùy Dương trở mặt sang đoạt hết xí nghiệp với 50 cây vàng. Cậu vừa thế chấp căn nhà cho ngân hàng nữa. Cậu tức lòng vì thua trí con đàn bà mưu sĩ đó, nên cậu đem ra quẩn trí, căng thẳng thần kinh, đầu óc rối loạn, khi mê rồi khi tỉnh. Dạ. Kể ra việc này phần lớn cũng do lỗi nơi tôi chú ba. Nếu như ngày xưa thôi tôi... mà chuyện qua rồi nhắc lại làm chi. Đời người có ai tránh khỏi một đôi lần sai trái đâu mợ. Chú nói vậy tôi xin cảm ơn chú. Mà bộ anh Hòa bệnh không ăn cơm được, cho nên chú mua tắm về nấu cháo cho anh ăn hả chú? Dạ cậu chủ khá nhiều rồi nên ăn uống mạnh lắm. Mà phần cơm ở trong bệnh viện thì ăn không đủ no, bởi vậy cho nên... Đã vậy sao? Sao ảnh không xin xuất viện về nhà? Còn nhà cửa đâu mà về mợ. Vì ngày trước á, cậu thế chấp cho ngân hàng nên họ phát mãi lấy số vốn và lời lại, còn dư ra chút đỉnh á.
thì cũng đổ vào dịp thuốc thang cho cậu đã hết rồi. Thậm chí quần áo mùng mền, cái nào còn bán được á, thì tôi đem đi bán hết trơn á. Hiện cậu chỉ còn có hai bộ đồ cũ để đổi thay á. Bởi cảnh suy sụp tôi và cậu quà nghèo quá. Mỗi ngày tôi đi xách nước mướn cho bán hàng bán cá, kiếm từng đồng từng cát mua tấm to về nấu cháo sống tạm qua ngày. Mợ ơi, cái cảnh làm mướn làm thuê thì tôi đã quen rồi. Chỉ tương chung câu chú khi bớt bệnh rồi á, thì thường hay đói hay ăn. Mà đồng tiền á, thì kiếm thật khó khăn. Tôi xách nước cả ngày không dám ăn vài trăm đồng khoai mì luộc. Tiền có dư ra thì tôi lo mua thuốc, mong sao thần trí cậu sớm được phục hồi. Trời ơi, tôi đâu có ngờ anh Hòa lại lâm vào hoàn cảnh như vậy đó chú ba. Lúc trước tôi nghe mợ bị đụng xe, gãy chân. Tới chừng tôi có dịp vào nhà thương thăm mợ thì mợ không còn ở trong đó nữa. Hỏi thăm thì người ta nói mợ đã trốn viện rồi, nên tôi không biết mợ đi về đâu để mà thăm nữa. Không ngờ... Chú ba ơi, chuyện tình của tôi đã đi sai một bước. Trước kia vì quá nể tình anh Phước, tôi đành mang chịu thiên tai không nói được nên lời. Người ta lợi dụng cảnh vòng không có chiếc mà tạo chuyện đã rồi. Tôi nuốt lệ ra đi lòng không quán trách việc lỡ làng, cho nên đành cùng anh Phước sống chung nhau. Tôi đâu ngờ Phước trở thành tên lưu lỏng ăn chơi, rồi trở lại bệnh viện lại bắt tôi phải lo nuôi dưỡng. Vì thiếu thốn Phước đánh đập tôi tàn nhẫn, tôi cố chạy thoát thân nên đụng phải xe qua. Thiệt sao nghĩ cuộc đời chán quá. Mợ à, chuyện đó tôi có nghe kể lại, nhưng mà tôi nhớ là cậu của tôi á có đưa cho Phước á một số tiền lớn lắm để lo cho mợ mà. Sao tự nhiên mợ lại trốn viện vậy mợ? Chú ba, anh Phước anh đưa tôi vào bệnh viện lo cho chân tôi được bó bột xong mà. Thì anh Phước cũng ôm số bạc ra đi, bỏ tôi trơ trọi một mình. Chú ba ơi, tôi không ngờ Phước là thằng đàn ông điệu giả duyên đi lường gạt hai tình. Nó bỏ tôi bơ vơ trong bệnh viện, trong túi không có một đồng để lo liệu thuốc thang. Chú ba có biết không, tôi đánh liều tôi trốn khỏi nhà thương, tìm đến bè bạn xin tiền lo chốn cuộc sống. Nhờ vậy mà sau 3 tháng chân tôi lành lặn, tôi đến đây xin làm mướn sống tạm qua ngày. Chú ba à. Dạ. Tôi đi vô đây đi, tôi cần gạo cho chú đem về nấu cơm cho anh ăn, chứ ăn cháo chịu gì nổi. Đi chú. Trời ơi, mợ tốt với cậu quá. Thank you.
đổi thay. Ngày xưa thân ái tương chừng được bần lâu, giây phút đầu là giây phút sau. Chú tán thưởng tôi ca hay đó hả chú ba? Dạ, chẳng những tán thưởng cậu ca hay mà còn vui mừng vì trí nhớ của cậu đã phục hồi. Cậu hát không sai một chữ nào đó, tôi mừng cho cậu hết sức vậy đó cậu à. Sao chú biết tôi hát không sai chữ nào? Chú có thuộc bài hát này không? Dạ thuộc rành chứ cậu. Tiếc là hơi của tôi giờ này bị rè rồi. Không thôi tôi hát tiếp đoạn 2 cho cậu nghe. Ủa mà nãy giờ hát cậu có đói chứ cậu? Tôi vô trong rồi tôi lấy bánh tét nhưng mở cho cậu ăn nha. Trời ơi, bánh chưa tét đói đâu chú. Hả? Mà chú ba nè. Dạ. Bộ lúc này chú có chuyện làm khác được tiền nhiều hay sao? Dạ. Mà ngày nào chú cũng mua bánh rồi trái cây về cho tôi hết vậy? Dạ thì cũng xách nước mướn cho bạn hàng cá thôi. Vì chỉ có ngày này không hao vốn mà cũng không có lo ế ẩm nữa cậu ơi. Bạn hàng họ réo mình đắt như tôm tư vậy đó cậu à. Dạ bữa nào cũng xách vậy. Nhưng cũng đâu có được bao nhiêu tiền. Mà chú mua đồ ăn cho tôi nhiều quá vậy. Dạ sẵn cậu vui, tôi cũng xin thưa thiệt cho cậu nghe, tiền này không phải tiền của tôi xách nước mướn đâu, mà thật là tiền của mợ Diệm gửi cho tôi hàng ngày để tôi lo lắng mua này nọ chứ cậu dùng. Ủa chú gặp Diệm ở đâu sao không nói cho tôi hay? Và dạ, gặp nó bao lâu rồi? Dạ cũng mới gặp đây thôi à, chừng vài tuần rồi cậu. Tội nghiệp, chắc mợ còn thương cậu lắm đó cậu ơi. Nhưng có thể đó là lòng thương hại thôi chú à. Dạ nhưng mà tôi biết mà không phải thương hại đâu cậu ơi. Mà mợ Diễm vô kìa cậu. Trời ơi, phải nhắc tiền nhắc bạc gì mới sướng hơn không? Ừ, mà cậu à, cậu gặp việc này còn sướng hơn tiền nữa đó. Để tôi chạy kêu mợ nha, mợ đang ngó tìm giáo giác kìa. Mợ chủ à, mợ chủ ơi. Ừ, dạ chào chú ba. Dạ. Tôi đem đồ ăn vào cho ảnh nha chú. Dạ cảm ơn mợ. Cậu chủ tôi ngồi băng đá đằng kia kìa, để tôi xách đồ ăn đem vô nha. Mợ lại đó gặp cậu tôi đi. Em Diễm. Mình. Mình ơi, em đã hiểu vì sao mà mình phải ra nông nổi như vậy. Trời ơi, cũng tại em, tại em tất cả mà. Thời gian qua em đã hiểu thế nào là tình yêu và khát vọng. Sự lạc thú đến trong chốc lát rồi sẽ ra đi, còn nỗi đau sẽ bám theo mãi mãi. Diễm mà, anh rất thông cảm. Anh hiểu ở lòng em, anh không oán trách em đâu. Sự việc vừa qua đó là một bài học để cho anh hiểu thế nào là tình yêu và trách nhiệm làm chồng. Anh đã hờ hững trong tình cảm đối với em, mặc dù anh rất yêu em. Anh biết tình yêu là nỗi đam mê, nó không quy phục một điều gì cả. Trái lại, mọi thứ đều phải quy phục nó. Mình đã hiểu em rồi phải không mình? Thôi, em đừng khóc nữa. Em khóc làm anh khóc theo bây giờ. Em đứng lên đi. Anh nhìn thấy nhan sắc của em tiều tụy mà lòng anh đau nhói từng cơn. Diễm ơi, bấy lâu nay em đã âm thầm đau khổ mà giúp đỡ cho anh. Nếu không có em thì trời ơi, chắc anh đã trở thành một tên phế nhân rồi. Mình ơi, đã mấy trăng qua đôi lứa xa lìa, em cũng đau vô cùng khi nhìn mình đang cánh lang thang. Bởi em đã gây tội tình làm gia đình tan đôi nơi. Ra rời duyên tình chúng mình xây đắp, khổ không bao ngày vì anh
nồng nỗi đã chia phôi. Đến nay tấm thân ta tàn và cửa nhà cũng không còn đâu. Những mong phút giây thương phùng tình chúng mình sẽ không nhà sự giàu sang kia chỉ là phù du như ảo ảnh, nó không đắp đêm được cõi lòng cô quạnh, mà chỉ có tấm tình chung mới thoát qua cái lạnh của tâm hồn. Em cúi lại mình xin rộng chung mà tha thứ một lần, cho em được chuộc mình tội lỗi, kề cận bên mình săn sóc lúc ốm đau. Nếu chẳng yêu thì cũng còn được bên nhau, mình lấy nghĩa nhân mà đãi nhau như thủ tục. Mình em đến gặp mình với nỗi lòng xấu hổ, vì phận vợ của em không tròn đạo cùng chồng. Diệp ơi, mình ôi nhớ ước mơ xưa ngày qua hầu như tan rã, bao biến đổi la lai tình ta ngậm đắng nuốt cay. Con ngày này sương sớm chưa tan mà lòng anh nghe vô cùng ấm áp, dù la thắm trên cành cũng có ngày heo, mình nên tự nương nhau cho hương lửa được thêm nồng. Diễm ơi em hãy vui lên, ngày hôm nay mình đã thật yêu rồi, yêu nghĩa vợ chồng tình tâm mạng. Em hãy tin rằng anh còn có được hai tay, anh sẽ gắng công lo sự nghiệp ngày mai, vì ta đã học thuộc bài thói đời giả trang. Tuổi chúng ta vẫn còn trẻ, có đủ thời gian để xây dựng lại gia đình. Đường yêu muôn lối gập ghềnh, phòng the nơi chỉ có mình với em. Qua hồi nhà dột mưa đêm, chung xây cuộc sống ấm êm trọn đời. Ôi chim hót bụi bình minh như chia vui với chúng mình. Tỉnh lại thật rồi khi dĩ dàng lui xa, từ nay tình ta như ngày xuân nở rộ, muôn hoa ngát ngào hương vị tha ân tình. Ngày xuân có cánh mai vàng, ngày đông em có được chàng bên em. Đời không còn cảnh heo hoang, chồng có vợ không còn chia xa. Cậu mới, tôi vui quá, tưởng chừng như mình trẻ hơn vài mươi tuổi vậy đó. Trời, vậy mấy vui không? Ủa, nãy giờ chú ba bỏ chúng tôi đi đâu vậy? Dạ, tôi đi xin giấy xuất viện cho cậu chứ đi đâu. Tôi biết cậu và mợ huề rồi, một với một, mà đã huề với nhau thì còn an dưỡng đây chi nữa, phải không?
Khi mà con đã tìm đâu thì làm sao cậu đánh đầu cho đành. Đừng nên phí bỏ ngày xanh, nói lại duyên lành cho thêm được thằng cu. Thôi đi về cậu mở ơi. Ủa mà mình về đâu bây giờ? Dạ tạm về nhà của em mướn ở mấy tháng nay, rồi từ từ mình liệu nghe anh. Phải, mình sẽ tìm lại những gì đã mất, biến những đau thương xưa thành mộng đẹp ngày mai. Anh Quà. Chiều đông đưa những bước chân đang mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời sông. Còn ai giữa mênh mông đời mình, nỗi đau buồn lắm trên tuổi thơ. Lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau.